Hello, xin chào 1.200 anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái mẹo trên Android. Cái mẹo này rất hay nha các bạn. Cái mẹo này các bạn tìm tài liệu, mình chỉ cần một lướt quét qua nha các bạn. Nè, mình lướt qua là nó tự động nó chuyển lên các bạn. Nó ra giao diện mới, các bạn khỏi công tìm kiếm này nọ đâu nha các bạn. Chuyển các màu. Khoan các bạn lướt ngay, lướt cái, tại vì mình quay màn hình cái máy mình hơi lót chậm chút nha các bạn. Wi-Fi hơi yếu. Rồi các bạn muốn đảo lại, muốn tìm lại trang cũ, các bạn chỉ lướt lại nha các bạn. Nó rồi các bạn muốn tìm trang cũ, lướt lại nha các bạn. Rồi mình lướt ra các bạn. Rồi mình lướt cái nữa nha các bạn. Mình lướt ra cái nữa. Mình lướt ra nữa hướng dẫn các bạn làm luôn. Nó ra rồi. Đầu tiên các bạn lên Google tìm kiếm luôn. Tìm kiếm chữ Chrome. Chrome. Chồng chữ này nè các bạn. Chrome. Ủa, dương chữ N qua chữ M. Chrome. Dương chữ M các bạn ơi. Phải không? Mình bỏ chữ. Nè các bạn. Chrome 2.// phát nè các bạn. Các bạn dừng cái màn hình lại, các bạn ghi giao diện nha, rồi các bạn bấm nút đi nha các bạn. Rồi. Rồi, các bạn xuống dòng thứ hai, các bạn tìm kiếm cái chữ history history. Nè các bạn, trong chữ này nha các bạn. Rồi. Các bạn bấm nút gỡ đi nha các bạn. Không, cái tìm dòng chữ này là từ đó nó ra cái hai phần giao diện này các bạn. Các bạn chọn vào cái mục thứ hai nha các bạn. Rồi các bạn chữ chọn vào mục Edible, mục thứ hai luôn nha các bạn. Rồi như vậy là xong. Rồi các bạn ra, các bạn khởi động lên đi nha các bạn. Này, khởi động lên game đi. Rồi đây các bạn, mình lướt qua cái nãy các bạn. Lướt về luôn à. Lướt về nè các bạn. Rồi muốn lướt qua là lướt nha các bạn. Tìm lịch sử của mình nha các bạn. Lướt cái nữa. Thôi vì mình tài liệu mình không có nhiều nha các bạn. Vậy video này nếu hay các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình một sub nha các bạn. Mình rất cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn vào video tiếp theo của mình nha.